Sáng nay, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã diễn ra chương trình khai mạc trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức nhằm tái hiện lại những không gian, những hoạt động của chợ Tết xưa, góp phần gìn giữ, phát huy những nét đẹp phong phú và văn minh trong ngày Tết cổ truyền, đồng thời hướng cho thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng những nét văn hóa Việt giàu bản sắc dân tộc. Khu trưng bày chợ Tết Việt có nhiều gian hàng theo phong cách dân gian như gian thư pháp, gian tranh đồng hồ, đồ trang trí Tết, gian ẩm thực với các món ăn đặc trưng của Hưng Yên, đồng thời tái hiện một số nghi lễ, phong tục tập quán của người Việt dịp Tết đến xuân về như gói bánh chưng, dựng cây nêu, xin chữ đầu năm. Tổ chức các hoạt động bằng trải nghiệm trò chơi dân gian dịp xuân mới như chơi đu, đi cầu kiều, bịt mắt đập niêu, ô ăn quan. Ngoài ra, còn có một số hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát ca trù, hát sẩm, trưng bày chuyên đề Chợ Tết Việt tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên sẽ mở cửa đến hết ngày 5 tháng 2, tức rằm tháng Giêng, để đón du khách thập phương cùng nhân dân và chiêm ngưỡng và trải nghiệm.